làm sao để có một đòn hook trái hoặc overhand, hai đòn trái rồi mình hay gọi là đòn số 3, số 4 á, các bạn ở Sài Gòn hay gọi là đòn số 3, số 4. Ok, đầu tiên là tư thế phòng thủ. Khi các bạn muốn đánh cái đòn hút trái bì là nhớ mũi chân này, hông, vai, xoay, xoay, xoay. Cú đấm này. Có thể đánh cú đấm như này cũng được, thẳng dọc cũng được, hoặc là ngang cũng được. Đó, ngang dọc đều được. Mình thì mình hay sử dụng như này. Nhớ là từ đây xuất phát ra và rút về đây đây. Pa, rút về. Pa. Mình thấy nhiều bạn đánh xong như này nhưng rực về lại như này. Pa. Pa, sai. Pa, rút về đây, phòng thủ. Nó nhanh hơn và nó an toàn hơn là các bạn như này. Ha, ok. Pa, rút về đây. Pa, rút về. Pa, rút về. Pa, mình tưởng tượng đây là cái mặt của đối phương. Phát lực ở đây xong mình rút về. Phát lực ra góc này và rút về. Pam. Pam nên nhớ này, mũi ho chân này, hông vai xoay cùng một lúc và phát lực ra ngoài điểm cuối cùng. Pam. Ok, còn đây là đòn tay phải. Đòn số 4. Cũng mũi hông, mũi chân này, hông này, vai này ra cùng một lúc này. Pam. Pam, nếu mà các bạn đánh xa thì cú đấm các bạn nên đấm tay hơi như này. Cú đấm gần á thì cú đấm nó như thế này. Ok. Đó, chân hông vai. Qua, rút về. Qua, rút về. Đừng có đánh nhẹ rút về như thế này nha. Đó, nên nhớ là một tay đánh một tay phòng thủ. Mình đi đâu mình phải có khóa cửa lại, đừng có thả tay, thả cửa luôn. Ok. Ok. Các bạn nên đứng một chỗ thực hiện đi và lặp lại nhiều lần để cho nó đúng cái đòn. Khi mình tập á, mình ôn lại mấy cái đòn này rất là nhiều. Mỗi lần là thi đấu xong mình lại đều ôn lại kỹ thuật hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Có thể nhiều tiếng đồng hồ chỉ có hai đòn như vậy thôi. Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ like trang và share trang giúp mình nha. Mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ làm những video tiếp theo cho mọi người nữa. Cảm ơn mọi người. Hello tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao để đấm bao hai cái đòn số 3 và số 4. Ok, đầu tiên tư thế phòng thủ, cái điểm tiếp xúc của cái bao á thì nên là ngang như vậy. Cái như này cũng được nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng khi mà bạn xoay hết hông, mũi chân, hông vai và đổ cái tay ngang lại như vậy về cái bao. Còn đổ như này cũng được nhưng mà sẽ không phát huy được hết cái lực vai của mình. Thì mình thường đánh cú đánh như thế này. Ok, bây giờ chậm này nha. Từ dưới chân, hông, vai, xoay qua, xoay qua. Đó. Các bạn tập kỹ thuật nên nhớ mình thực hiện từ từ thôi. Hàng ngày mình chỉ có những người mài dao vậy, mình cứ mài. Nhưng mà tư thế phải đúng, thẳng người nha. Đừng có khom như vậy. Lỏng cái vai ra. Cái vai mình đừng lúc nào cũng gồng như này. Nó rất là mỏi mà các bạn đánh không có lực. Bây giờ cứ tư thế bình thường, đưa hai tay lên. Phong. Nhớ là cái điểm tiếp xúc nó sẽ như này, nó sẽ mạnh hơn là các bạn đánh nha. Các bạn đánh hầu như là nó vào đây thì cái tay mình nó bị ngửa ra như này, nó rất là yếu. Như vậy nó cố định hết. Ok, đây là tay phải và tiếp theo là đòn tay phải. Tay phải như vậy, các bạn phòng thủ tay nằm ở đây, xuất phát ra từ mũi chân, hông, vai, đưa ra. Đó, đi như một vòng như chữ C vậy, nửa hình tròn nha. Ra rút về, ngang ở đây.
về đây, chứ đừng có đánh về xong mà kéo ngược lại đây rút về bị hở hết cái mặt mình. Đó, các bạn nên đánh xong cú đánh mình này, hoặc là thở bằng mũi, phải thở ra chứ đừng có giữ khí ở trong người, nó sẽ rất là mệt. Hai tay nên nhớ mình tập kỹ thuật thì mình nên rèn thường xuyên hàng ngày hàng ngày. Khi mà các bạn kỹ thuật cứng rồi á thì các bạn muốn đánh kiểu gì cũng được, còn mới đầu đầu tập á đừng nên nóng vội, cứ từ từ thôi. Nó đừng như vậy không có hiệu quả gì hết, mình đấm chậm mà chắc, chậm nhưng mà nó lại mặt. Ok, mình sẽ làm những video tiếp theo nữa, mọi người nhớ like và subscribe cho mình. Thank you mọi người.